Loại mày. Liệu ánh mắt của ta có va vào con mắt của chàng? Không bắn đâu, cứ chặt, chặt mạnh vào, yếu đuối đấy nhỉ. Ôi, em yếu lắm. Chặt đi. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hello TV. Này anh em nó bắn bắn em đây. Hôm nay anh em mình có một món mới. Anh chua nó không phải đu chạy nó tự chơi đúng không? Đu nó mới sướng. Nó ngã quá thì vỡ mặt. Ui, ôi. Nó bật sốc lên, nó bắn nó đấy. Bắn gì? Bắn nó nào được. Hôm nay anh em mình sẽ có một món rất là đặc biệt với cây nứa này. Đấy, mọi người biết món gì không? Món truyền thống đấy. Thật đi ạ. Liên giúp ông nứa. Yeah. Lươn, làm gì có lươn, hôm nay ăn chay. Chay gì? Thật đi. Anh bây giờ để cho em chạy. Thật đi ạ. Anh bây giờ chạy. Mày yếu đuối đấy nhỉ? Bật mình cầm lên phạch một cái với ngoài bật đi vào mặt. Nó bung thì gốc lên nha, cũng vêu mồm. Vêu không được mồm. Cái đấy à. Cái gốc nó bật lên á, cái vỡ mồm luôn. Thôi anh xuống đi. Ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa, ghê chưa. Xuống. Anh nhắc vào con dao. Đây, không chạy. Ui, công lực quá, quả nó bắt rồi, cần gì biết luôn. Nghe chưa, nghe chưa? Ai, anh nhận không? Dao bay quẻo đấy. Quay mắt con dao. Dao bay cổng. Đâu thế? Nó bật. Sợ gì xin bác ấy. Mày lúc nào mình suy nghĩ đến ăn trộm. Thế chẳng ăn trộm. Sang sang bác đang làm nỏ kìa. Sao mượn bác nỏ. Anh chặt đi. Cứ bình tĩnh. Chặt ở trên khóc chân nữa này. Người ta phải tính toán nhớ. Để cho nó đỡ bị toát. Rồi, vác đây. Vác đây. Anh đi vào vác. Như nhu, nhé. Hôm nay phải em đi mua đồ. Cho em vác đồ. Cái gì cũng như em. Bác làm nỏ bác. Anh lại chân chi vào đây, anh lại thó nỏ. Ui dùi, làm cái nỏ để đi bắn cá mới bắn chim. Đấy. Hôm nay cháu lại xuống trong mượn nỏ. Đấy, củ nỏ thế này nỏ đấy. Cháu đều lắm rồi. Thôi cháu. Ôi, cái nỏ này nó bằng. Nỏ này. Thôi. Để ông làm đã đàng hoàng đã thì xong nỏ thì tha hồ mà dùng. Nhưng đây là gỗ gì đấy ạ? Đây là gỗ, đây gỗ sơn. Đi, về đi. Quân hùng đi. Cháu xin cháu về nhá. Cháu về đây. Ăn chay. Ăn chay à? Chưa? Vâng, vâng, vâng. Nhìn đủ không nhỉ? Mắt trong đây có chó. Một ống này. Hai ống ba. Chưa. Hai ống, ba ống. Làm cái gì? Bốn ống. Cơm làm à? Ơi, sao ông biết? Cơm làm là cái... Anh bị dở mà làm cơm làm thì ông có đúng đấy. Cái trẻ là cái già ấy. Dạ? Nếu cho đến trẻ như cái già không? Bánh thịt bé. Anh dở à, lấy cái to đùng này làm được à? Giống như sướng. Phải đi ra chặt củi. Chặt cái củi ra. Củi này to đùng ăn chặt được. Anh già anh. Em sẽ anh phứng mắt đi ra. Em cười rồi. Không, không nghỉ đi. Không. Tiến đi em cười được. Em cười lâu đây. Đấy, đem gạo đây để ấm củi xem nào. Đúng rồi đâu. Ui, sợ dày quá không chín được không nhỉ? Ủa chết rồi. Cái này nó nể rồi. Nể mất rồi. Anh kéo tay lắm. Nể mất rồi mọi người ạ. Cứ lại. Không, lấy đốt khác. Đốt này. Quan trọng gì? Cái này cơ giữa. Mình cơ giữa thì cắm một đầu xuống rồi một đầu. Cắm làm gì? Cắm làm gì kệ táo.
Em đi câu cá đi. Xem mình làm chứ mày. Mày câu cá bằng gì ấy? Đi sang mượn cần câu của mấy ông nữa. Mày câu cá bằng mồm à? Ê cá lên bờ đi. Kế bếp nấu mày chá gạo vào đây đi. Nặng quá hả? Mày thì mày chết đi đấy. Siêu cơm làm đây để em chá cho. Lấy gạo sang à thử. À mày chá gạo đi, đây tao đang hơi bẩn. Lấy em sạch chá gạo xong lấy lá chuối lút vào. Lấy cái lá chuối kia mà làm đấy. Thế thì mang cái thìa chứ. Cái tay bốc vào không? Đấy. Nhớ đít tao nữa. Đấy. Mọi người thấy quả bếp lò này ác chiến chưa? Siêu chuẩn. Hảo à. Ăn cáo chăng. Bếp lò gọi là siêu hiện đại. Được chưa? Hả? Cho đến đây thôi nhá. Đừng, ok. Đừng cho quá nhiều. Xong rồi đổ nước. Ui, ướt hết củi. Cái gì? Thì tí nữa xếp củi xong. Để tao đi sửa tay. Rồi. Lấy nước cho. Rồi. Từ. Trắng nhiều vào ăn nó mới khoái. Mày ra hết. Tao để vả cho nó dở đấy. Lấy nước. Chắt nước làm gì? Chắt nước mày nấu cơm không cần nước à? Em tưởng cơm lam không còn nước. Cơm lam không còn nước. Kéo mà đổ vào củi. Thôi mày để đấy, đưa. Biến, cút. Sợ. Cái loại mày. Liệu ánh mắt của ta có va vào con mắt của chàng? Em nghĩ rằng mà chàng nghĩ là cái gì. Liệu con mắt của ta có va vào cái ánh mắt của chàng? Mà đệ dạo này đang yêu mọi người. Nghĩa là liệu ánh mắt của ta có va vào con mắt của nàng. Đây, sau khi cho gạo vào, gạo nếp vào đây, anh em mình sẽ đi đánh chuột đấy anh ơi. Chuột cái gì? Nấu cơm mà ăn, suốt ngày ăn thịt. Chuột đó, đây chỗ bạn. Tập ăn chay dần đi. Chạy. Em thừa thì nước gì chẳng có thịt ăn. Thịt đâu? Thế thì thịt ăn mày. Ăn không cơm nhỉ? Lấy lá chuối đây. Thế nhỉ? Ai mà ăn được? Điên à, cơm nắm muối vừng mà không biết à? Ừ, muối vừng. Siêu ngon. Đâu muối vừng đâu? Đây cho mọi người xem. Cơm ở trong này bây giờ mình phải chắt nước vào này. Anh để cái cửa đây tí lại nhắm vào. Đấy, từ. Đấy, tầm này nước thôi. Để tí nó nở lên. Cái này hơi đầy quá sợ. Món cơm lam à. Cái này hơi đầy quá sợ nó. Nó phè. Lấy lá chuối nút ra đi. Chém cá đây. Tao chém luôn mày đấy. Lấy lá chuối nút. Đấy. Vừa đi thó được. Chỗ gạo này thừa tối về nấu chảo. Đậy vào, nút vào. Nấu chảo. Thế anh có gà cho vào không? Thế rồi, không đủ nước rồi. Đâu rồi? Nút tử tế, cẩn thận. Chỗ ở đâu? Đây. Đầu sinh là cái đầu gì đây? Quan trọng người ta phải dùng cái đầu nè. Tao định lấy nước suối này thì sao? Nước này, nước gạo nguyên chất đi. Bảo lấy nước suối được thì sao? Nút ra. Lòng ta là hoảng, nói lắm. Lòng ta là vòng. Ăn gì lắm, nói gì nhiều. Anh có lại đấy nhanh chết lắm. Anh chả thế. Tao chịu, tao còn nói. Người ta nói ít hiểu nhiều mày hả? Còn cái loại mày thì ăn lắm hiểu nhiều. Nói nhiều hiểu nhiều.
nó hít chẳng hiểu bao nhiêu. Ông dê, ông dê. Sắc tay sắc kẹp. Rồi, xa. Mọi người thấy quả, quả bếp lò của mình chất chơi chưa? Ba quả, quả bếp củi này mùi như kiểu là mùi. Mùi như kiểu củi chứ? Không, mùi giống kiểu củi. Cái gì nhỉ? Này, mày nút thế này khéo mọi khói nha, nút chặt vào. Cái đấy giống... Giống gì? Xem lửa đây. Đưa đây. Rồi nghe. Ui, từ từ mày phải chia nó ra chứ. Liệu ánh mắt của ta có va vào một con mắt của chàng? Mày đi tạo. Đấy, bây giờ là chưa được mọi người. Tịt chuột nhất đây. Không, để tao xem củi tiếp tí nào. Tịt chuột nhất. Thôi em không có củi nhất. Ui. Cô này hơi nguy hiểm một chút đấy nha. Mọi người dùng phải để ý nhá. Sôi rồi này mọi người. Ấy, thấy sôi sôi sùng sục rồi. Ấy, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Chưa, còn sôi. Đâu? Đang phải lúc nữa. Đâu? Ấy, thấy chưa? Sôi sùng sục rồi. Nhưng mà chín chưa ấy. Chưa, đang sôi. Đói lắm rồi đấy. Mày đậy thế này thì có mà không ổn. Rõ là đói. Đây, để ta đậy lại cho. Sôi, sôi hết rồi mọi người. Em thấy chưa, từ lúc nào thì bây giờ anh mới bảo sôi. Mày có cầm cái đũa nào không? Đói lắm rồi. Tối nay đường nào chả ở đây đón nước. Úi. Anh đi mà ở lại mà đón. Cái này ở đây chả là ma đâu mà. Sụp. Ui, sôi sùng sục. Ui ui. Bỏng thế. Nhưng mà phải mở ra cho nó cạn nước chứ nhỉ? Như kiểu cơm ấy. Ây dở hơi à. Thế nồi cơm điện có phải mở không? À ơi nhỉ. Cơm, nhưng mà đây là cơm củi. Mở ra cho nó cạn nước chứ. Nồi cơm điện không phải đâu. Nhưng mà đây là cơm củi. Cơm củi nó vẫn là cơm điện. Cơm củi mà vẫn là cơm điện này bị rổ à? Thịt là nóng lại. Có chắc gì? Em chưa thấy ai mở nắp ra để trồ cạn. Anh điên là cơm củi mày chưa đấy kia vớt bọt cơm ra bao giờ à? Chưa mở ra. Thế là nấu nhiều quá. Nấu nhiều cái cứt thì biết cái gì. Ngu. Thế anh cầm ra mà đổ nước. Mày cầm đi. Tao vào đổ đâu. Ngu. Anh... biết cái gì? Im mồm. Ăn vào cơm. Bẩn thỉu. Thỉu ngựa đi tao. Có tên tên chứ tình hình không ổn mẹ. Sao? Sắp cháy nát cây nứa rồi. Đấy. Đấy. Hiểu. À không. Kệ nói nhá. Sao? Sống chết mặc bay. À không phải. Nó sẽ không cháy được tại đấy hẳn là trong tại vì cơm lam nó phải cháy. Điều anh thấy người ta nấu bây giờ chưa? Người ta toàn nấu cơm, người ta toàn nấu cơm xong đút vào ống đưa lên nướng nướng xong bán cho khách. Úi giời, cái bài đấy á, xưa rồi. Thế anh đốt được mấy nơi cho này cháy. Toàn nấu cơm nếp xong nhá, lấy cái ống nướng xong nhét vào xong. Sao anh biết anh làm biết? Cắt ra xong rồi cho lên bếp hơ tí ấy, cơm lam tao nướng, à tao nấu. Đấy cơm lam đấy. Ừ, chấm muối vừng. Ai ra, xem chín chưa? Xem chín chưa? Sắp tối rồi, đấy mà nhảy. Đây, cho mọi người xem này. Ôi chết. Mày, nhanh, gãy rồi. Gãy. Mày đi, em cho tay mày, em cầm nó ra. Đây, mày cầm đây. Chẳng nghĩ em cầm tay em cho ra. Chứ thế, ta mới bảo mày đổi. Ôi, nhưng mà tình hình là không ổn, nó nhiều nước quá hay sao ấy. Ổn đi. Bây giờ làm nào ra được nhỉ? Anh khều, cái anh cứ cho nó im. À, vẫn cứng, không gì. Đốt tiếp. Phải đốt cho nó gọi là... Chín đi thôi. Chín không anh? Chín. Nhưng mà em nghĩ là tối.
Tối kệ tối. Tí nó nước. Lại nhìn trời ấy. Kệ chứ. Trời gì mà tối um. Rốt hết tối tí nữa lên chỗ mấy ông kia đánh chim, ông để chim mồi lại. Ai thó nhỉ? Thó gì? Mình xin đàng hoàng. Thế mấy ông đây về rồi thì xin cái gì? Gọi điện xin. Xin bằng tiền đấy. Là khả năng là phải kiểm tra xem là cái này nó chín chưa mọi người. Cong sắp gãy rồi. Ấy ngô của mày đây. Ui giời ơi, cháy nó rồi. Anh đói không? Hả? Mấy giờ thì chả đói. Em không đói nước. Tao thì chẳng cơm lam. Em ăn nóc cô rồi. Nóc cô. Ừ, ủa. Ui. Ui gãy gãy. Lâu lâu rồi anh. Từ từ từ, lấy tao cái lá chuối. À, ok. Nhanh nhanh. Gãy rồi, gãy rồi. Đây. Đây đây đây. Nhắm đây. Cái gì à? Gãy mất rồi mọi người ạ. Gãy ở dưới nó cháy. Ngon quá. Ui, bông ngô của em. Ê à. Bông ngô của em đây phải không anh? Đây, 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 đây. Đây, ngồi đấy chén luôn này. Em ăn ngô. Ê, cho mọi người xem này. Đây là sản phẩm của anh em mình. Ui, thơm thế. Cháy. Thơm. Dao đâu, dao đâu? Đây. Dao đâu? Dao bông ngô. Dao. Dao à... Đây dao đi. Không biết ạ. Ui cháy cả vào trong thì sao ấy. Anh mang ra đây ăn này. Từ từ. Bây giờ để sang cái dao đã. Ngon quá. Ngon quá. Mau đi ăn ngu rồi. Bây giờ đây, mới dừng đây. Em mình sẽ thử xem là chị sẽ thử lùi lạng hay gì. Đây là cơm lam tam man nhé. Không như cơm lam bán trên mạng rồi. Cơm lam bán trên mạng người ta tận đem hấp. Trời ơi. Không ăn thua. Đây, núi vừng đây. Núi vừng không ăn thua nốt. Ngon mà. Em đánh người ta cao là cao có một tí ở ngoài. Nhưng mà cái ống của tao nó dày. Ôi thôi gãy rồi. Cái gì đây? Con nhỏ rồi. Anh ơi là cái cây khác đây. Ờ từ từ ta thử xem cái này ăn được không đã. Cái mẹ. Anh nhìn xem con quảng có ăn được không? Em quỷ rùi á. Khê mất mọi người. Cái này bị khê rồi. À, ăn bỏ đi. Bỏ cái này không. Ăn cơm bây giờ đói ăn cơm ý. Cái này, cây kia. Cái này bị khê mất rồi. À lấy cây nào nhỉ? Cái bên cạnh đấy. Đứng đây nè. Sống. Sống nhưng ở dưới ra nó chín. Nó cũng chảy nước kêu ghê rồi. Giữa. Anh rút lên cái ướt ở bên này. Chỉ nó ra. Ui đất. Chỉ cái đất đấy. Ui. Rồi anh lau dao. Ấy xa. Ăn được, ăn được. Ăn được. Nhưng mà cái phần đất này, bỏ phần đất nữa. Ấy, ấy. Ăn được. Đây mới là cơm lam này. Này cho mày miếng này. Anh đùa em. Không có kia rồi, không có thìa rồi. Lấy cái kia chặt làm thìa đi. Ừ. Ăn cơm lam kiểu này cho nó chất. Đây, xúc. Xúc rồi hả? Ừ. Chấm cái gì? Chấm muối vừng đây này. Ui, ngon đấy. Mời mọi người nhá. Thôi em thấy giống trong tivi quá. Sao? Giống trong tivi là sao? Khổ đấy ạ. Khổ trước, trước sau thì mới giàu. Đấy, thử chưa? Chứ là đợi anh cho ăn cái cơm này. Ngon đấy. Ngon cực. Ăn thử xem. Cái này mùi nữa thơm cực nhá. Em sụp dính nhiều muối á.
Ơi, có mọi người xem mà phải bỏ. Tại vì nó đấy qua nó không chín được. Ê, thấy chưa? Chín ngon nhá. Ở trên này sống. Trên sống kệ nó, ăn dưới. Không bị nhão nữa nhá. Nhỉ? Chắc là to quá, chắc là do to quá. Trên là lửa chưa chín. Lửa nó chưa đến trên này. Chẳng nghĩ phải để nghiêng cơ. Thì nó ủ cái này ở đây. Đây nhá. Tách ra xem bên trên nó thế nào nhá. Bên trên này chắc chắn là sống rồi. Ý, ăn ăn. Hả? Ừ, thì ăn tiếp. Vi phạm bắt đầu. Không à. Anh bỏ cái giống này ra. Ý, ăn đi. Đứt kiệm một gói. Đấy, thế nó nhanh. Ăn mình như này. Này các bạn này, này. Dubai. Này cho cho. Ăn này là Dubai. Này cho lên mồm xìa. Đó. Anh thấy ăn có vứt thai không? Ăn nó xèo, xèo. Xèo xèo nữa. Hả? Ai khóc nỗi đau này trăng trắng tầng tầng trăng trăng. Ăn cơm với muối lạc. Hay là về đi, mai đi đón nước đi. Không. Tối lắm đi. Ui chết rồi, tao cào vào nước rồi. Nó ma lắm. Mà, tí nữa tao bắt cho mấy con chơi. Ở quốc anh lại vứt ở đâu rồi? Quốc nào? Quốc đi vào nước này. Trên bờ. Ngọt. Nhà anh đón nước ở cùng mua cùng phải á. Chọc đón cho cả nhà mày luôn đấy. Mẹ em trông rồi anh đón thì chết à? Trông rồi. Ôi! Dùng mất một cái nữa rồi. Đúng rồi. Rồi thì nó ủ luôn. Ngon. Tôi đang đói chén cái này xuống rồi. Ấy mạnh sang nào. Thằng kia lấy nước sang rồi lấy cả. Ở đấy Quỳnh. Đó. Lấy nước sang mà lấy cả. Ừ, nhanh nhanh. Anh đi lấy. Nhanh nhanh không mất vật. Mày ở đây nhá. Nhớ ở đây nhá. Ở đây, ở đây. Thôi em cũng đi phụ anh một tay. Ừ. Vui vui mấy cái này vào đây đã. Ui sao nó chín hết. Bây giờ phải lật lật nó xuống. Đấy. Chưa chín hết đâu. Chín hết. Anh nhanh lên về đi tắm. Thôi. Cái gì? Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Ừ. Anh em mình phải đi làm nước đây, làm cả mặt ngủ. Ừ. Đi cái lần chúng mà đấy. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hay nhớ. Bye bye. Đây, share vào. Like, share, comment, đăng ký kênh, nhấn chuông cảnh nhau các bạn nhớ. Bye bye. Cầm dao. Nó cầm con nhà mạng.